Em đến chào quý vị bà con cô bác gần xa đến hẹn lại lên. Bữa nay em xin trình bày về dị ứng thuốc và cách phòng chống. Thường thì mình nói thuốc là nó giúp mình nó chữa bệnh, nhưng bữa nay mình sẽ nói thuốc nó tạo ra một cái biến chứng rất nguy hiểm, nó tấn công ngược lại cơ thể mình. Thì chủ đề rất là hay, mời quý vị theo em. Có khi nào quý vị uống thuốc xong mà 1, 2 hoặc 3 tuần sau quý vị thấy da của mình nó có những biến chứng giống như thế này? Thì sao da nó ửng đỏ, lột đi, viêm, sưng, quý vị thấy ghê không? Hoặc là giống như thế này, những cái mụn mủ nổi lên khắp người, viêm, sưng rất là đau đớn. Hoặc là có thể như thế này, sau khi uống thuốc gì sao sưng tấy đỏ toàn thân, mụn nước rất là đau đớn. Tương tự có thể là như thế này, trường hợp này là quá nặng luôn, gì sao một đây là da, trường hợp này là da nó đã chết rồi, nó bị rất là đau, nhưng da nó chết giống như ngoại tử phía da bên ngoài. Đây là do cái thuốc của mình đó, thuốc nó tạo ra vậy, gì theo rất là nguy hiểm. Hoặc là trường hợp này là quá dữ luôn, gì theo chết ở ngoài nè, toàn bộ lớp da ngoài nó chết luôn nè, rất là kinh, là do thuốc tạo ra đó, phản ứng của thuốc. Hoặc là cái nó làm cho miệng của bệnh nhân như thế này, quý vị thấy không, cái mình mà bị như vậy là rất đau đớn, làm sao mà ăn uống gì được. Trường hợp này thì hợp khẩn cấp cấp cứu nha, không phải chuyện chơi đâu đó, cho nên mời tìm hiểu bệnh với em thật kỹ càng. Thì nguyên do tại sao cái bệnh nó bị như vậy thì mọi người chỉ nhớ là do cái da của mình nó bị chết rồi, nó rớt ra do cơ thể nó tấn công, cơ thể nó tự tấn công mình, tại vì nó phản ứng thái quá đối với lại cái thuốc mà mình đưa vào cơ thể của mình. Trường hợp này á, rủi ro rất là cao cho một số quý vị nào mà có bị bệnh HIV hay là SIDA, SADI hoặc là ung thư. Trường hợp này á, cái bệnh này thì nó lại phụ nữ thì có nhiều rủi ro hơn đàn ông nha. Tiếp theo thì em xin trình bày là thủ phạm là ai, ai là thủ phạm thì mình đã nói là nó là thuốc, đồng thời cơ thể mình nói, tức là cơ thể mình vì một lý do nào đó nó không thích cái thuốc mà mình đưa vô, nó nghĩ là vật thể lạ, cho những ai miễn nhiễm nó tấn công vô, nó làm cho mình cơ thể nó tấn công gọi là thái quá trên mức bình thường thì sẽ tạo ra bị cái bệnh này. Thì một số loại thuốc ngay chỗ này đây, anh thứ nhất á, anh allopurinol là cái này là mình hay bị trị bệnh gao rồi đó, hoặc là một số thuốc trị bệnh động kinh, một số thuốc trụ sinh nữa nha, sofa này, van cồ đó, cũng tạo ra phản ứng như vậy, hoặc là giảm đau, hai này là thuốc giảm đau đây. Đồng thời cũng nhớ cho em là một số loại mà vi khuẩn á, khi mà nó tấn công cơ thể mình nó tạo cho cơ thể mình nó phản ứng một cách gọi là quá bình thường, nó cũng phải tạo ra bị bệnh chết da như thế này, em gọi là dị ứng thuốc loại 4 là chết da đó. Thì quý vị nên nhớ là đồng ý mình con người với nhau, như giống như Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ vàng, Mỹ đỏ, hay là người Á Đông mình, con người với nhau nhưng mà mình có cái gen, nó hơi khác một chút xíu. Xui cho người Á Đông của mình là mình hay rất là khó chịu đến những cái anh mà bị bệnh gao nè, quý vị nhớ nè, gao là những cái anh mà động kinh á, là Á Đông của mình á, hay có rất rủi ro rất là cao đối với cái bệnh dị ứng loại 4 này. Cho nên nếu mình là người Á Đông ví dụ uống thuốc nha, mà cầm sau này á, ví dụ uống thuốc sau một tuần hoặc là bắt đầu một tuần, nhiều người có thể một tuần đến ba hoặc bốn tuần, thường là một đến hai tuần là nó có những cái biến chứng, những quý vị thấy nó bất thường vậy là sao, phải đi bệnh viện liền, đừng chần chờ, bởi vì rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhớ mấy cái hình hồi nãy mẹ em cho quý vị coi đó. Và đặc biệt là một số cái loại thuốc mà khi trong bệnh viện hay là mình uống mà người ta cho quá liều á, là nó có thể nó tạo ra cái biến chứng này, giống như một số thuốc trụ sinh đó,
một số quý vị nào mà cơ thể quý vị nó có những cái bệnh gọi là nó tấn công nó vật thể lạ trên mức bình thường thì nó cũng phải tạo ra cái này. Cái này chẳng qua là cơ thể mình, những anh hệ thống miễn nhiễm nó giống như tạo như bão tấn công vậy đó. Thì nó tấn công mình, nó phá hủy luôn cái da của mình không? Bên ngoài rất là nguy hiểm. Tiếp theo là em xin nói là cái gì đó, một số anh như hệ thống miễn nhiễm nó rất là nhiều loại, chỉ nhớ là hệ thống miễn nhiễm của mình là nó tấn công vô cái da và nó làm cho da chết đi, sau đó da nó bị lột ra giống như da rắn á. Mà trường hợp này nó có thể nó lột cái toàn cơ thể mà rất nguy hiểm. Mình rất cái da mình nó rất quan trọng, một tí nữa mình sẽ nói tại sao lý do cái da mình nó rất quan trọng. Tiếp theo là mình muốn trình bày là khi quý vị bị như vậy á, là cơ thể quý vị nó sốt rất là cao và cảm thấy giống như bị mình cúm, là mệt mỏi rồi ngứa ngáy rất là đau cơ rồi gì không, dĩ nhiên rồi nó tấn công cơ thể mình mà rất là mệt. Tiếp theo em xin trình bày về những cái biến chứng mà nó có thể nó để lại nếu mình bị như vậy. Thì khi da mình nó bị như vậy á, là mình mất nước, ngoài chuyện đau đớn ra ngoài ra nó còn mất nước, dù nó đau miệng mình đâu có uống được thì mình sẽ bị mất nước, và đặc biệt là nó có thể nó làm cho mình nhiễm trùng, gọi là thể là sốc vì vi khuẩn, nó làm cho mình bị nhiễm trùng nặng và có thể nó làm cho những cái bộ phận trong cơ thể mình như là gan thận là ngừng hoạt động luôn, rất nguy hiểm nha. Có thể là gây biến chứng cho mắt nữa, phổi, và có thể nó phá hủy cái da của mình đó. Như nãy mình coi mấy cái hình đó. Tiếp theo thì em đã nói là tại sao cái da của mình nó quan trọng. Tại da là cái lớp bảo vệ, nó chống lại những cái con vi khuẩn nè, và nó điều hòa cái nhiệt độ trong cơ thể mình, và nó có thể thẩm thấu những tia nắng mặt trời vô cho cơ thể mình á, để mà nó giúp tạo xương này kia nọ đó, mà nó bị cháy toàn bộ da vậy thì mình nguy hiểm là chắc rồi. Giống như cái lớp hàng rào bảo vệ đã bị phá là tụi vi khuẩn rồi đó, nó cứ kêu là hàng rào đã phá rồi, mọi người ơi tấn công đi là tiêu mình đó. Tiếp theo thì chỉ cách phòng bệnh, nãy mình nói nếu bị như vậy là phải đi bác sĩ liền. Cái trường hợp này là không có trị ở nhà được, có thể người ta chuyển quý vị vô cái khoa gọi là khoa trái đặc biệt để họ làm gì, họ sẽ liêm rửa, tức là chùi rửa những cái vết thương rồi đặc biệt là chống cho quý vị không bị nhiễm trùng, và có thể họ chích cho quý dạng một số thuốc để mà giúp cho cơ thể mình nó giảm cái phản ứng thái hóa lại, và họ phải coi những cái bộ phận cơ thể quý vị nó như thế nào để mà chống sự gọi là chết của những cái organ, tức là những cái bộ phận của cơ thể của quý vị. Bệnh này rất là nguy hiểm. Bữa nay em xin trình bày đơn giản này thôi, ai có câu hỏi gì thì hỏi em sẽ trả lời, và nhớ kinh đó là đẩy lùi bệnh tật, nhớ coi chia sẻ cho nhiều người cùng coi để mình có cộng đồng vững mạnh. Chúc mọi người sống khỏe sống tốt và hẹn gặp lại lần sau.